Hôm nay cháu bắt nói chung là trong trong dàn nhạc ấy có khoảng năm sáu đứa lớp cô gan của cháu. Nói chung là chúng nó cũng rất, chúng nó nghe xong chúng nó khen, xong rồi nói chung là hôm nay đến cái con đánh chương một, nó còn phải khi mà cháu đánh xong nó phải đứng dậy, nó khen cháu, nó ra chỗ cháu nó khen, xong rồi giáo viên của nó cũng khen. Giáo viên của nó không phải là cái cô người Nga bằng vàng, tóc bằng vàng mà cái pết đâu, mà cô lâu nâu gì tên là ô đắc cái gì ấy, nhớ tên. Nói chung là giáo viên của nó cũng ra khen cháu. Nói chung là dàn nhạc khen, xong rồi lúc mà đánh xong còn bravo các thứ, còn phê lắm chú. Tại vì hôm nay cháu đánh đúng kiểu flex vãi, đúng kiểu kiểu tại vì cháu đang làm nóng cơ thể rồi, cháu đánh cháu biết chắc chắn là cháu sẽ đánh đúng nốt, tại vì cháu không còn cái tâm lý lo sợ như hôm trước nữa. Đấy. Xong nói chung là nó nhiều người khen lắm, xong rồi con vừa lâu ra nó khen hẳn. Đấy, thế xong rồi nói chung là vui lắm. Thế vừa là chú. Chùa phê lắm chứ. Nói chung là trong lớp cô An cũng nhiều đứa, nói chung là nó tôn trọng hơn tí, tại lỡ nó nghĩ nó cháu là một cái thằng châu Á nào đấy thôi, nhưng mà nói chung là giờ thì tôn trọng hơn rồi, tại vì mình hay mà thì ai chẳng thích đấy. Xong nói chung là gì nhở, lúc lúc mà đến cái chỗ cô gan ấy, lúc mà còn không có cái post thì cái post đấy có đàn piano, nói chung là mấy đứa bảo cháu đánh cái Schumann, xong rồi mấy đứa nghe xong rồi nó thích lắm, hay phê vãi. Really bright looking attack. But stout defending when it mattered. Casemiro. Excellent assessment of the situation at the back. And Neymar. Ericsson. Sloppy in possession. Well, that's a super ball over the top. Quality defending. Aaron Wan-Bissaka read it well. Ericsson. Could be. Oh, a good diving save. Driven in the corner. That's a fairly easy save for any keeper to make. Well, a good place to win it back, and let's see what it leads to. Oh, surely! And just mà nhìn rác nên là trái quan tâm, nhưng mà đến lúc đánh thì ai cũng biết. Và ghét nhất là cái kiểu mẹ đánh piano xong rồi đéo có đàn ở bên cạnh chưa ạ, có cái phòng đàn mới đánh được chưa ạ, đéo flex được, không flex khắp mọi nơi được. See from the stats, there's been little between the two teams. It's been really tight, really cagey. Let's just hope it opens up and one of these teams is willing to take a few risks. Yes, a stalemate so far. Will that situation change? Ericsson, well read to ease the pressure. Well, the counter chance looks very real. Will they profit from this situation? Well, good clean catch by the keeper. Anthony. Well, nicely cut.
cut out. Now what can they do with the ball? United looking to forge ahead. Let's see if the corner helps them. Played over. Now, counter-attacking possibilities here. And he's in. A lovely attempt. Well, without wanting to put too fine a point on it, that goes down as a tame effort. And easy for the keeper. Well, not hard to read that pass. The stoppage time situation. 1 minute here. Messi. Tại vì hôm trước cháu đánh an toàn, tại vì cháu sợ xây nốt mà cả cháu cóng. Trước lúc đấy kiểu đã tập cái gì đâu, cóng vãi, nên là cháu đánh chả ra cái gì cả. Sáng lại còn cái kiểu mẹ cái thằng đã cười ấy, nên là cháu đánh không đánh như dở hơi. Chứ hôm nay thì đúng là kiểu vừa tập xong, nói chung là rất là sốt phê rất nhiều. Đấy, nói chung là đầu óc thoải mái, sảng khoái, đánh hôm nay đánh để flex, hiểu không? Đấy, phê lắm. Thì vừa đánh công sức tô, à nhầm, vừa đánh phô phiếp Togata xong nên là máu lên chứ, hiểu không? Ừ, đúng rồi, bọn đánh chương 1, bọn đánh chương 2 làm gì có cái ca đòn đâu. Xong bọn đánh chậm chậm nhất, thằng chương 2 nó có cái mẹ nó khác gì cái phần pông giữa chương 1, giữa chương 1 với cả chương của cháu đâu. Chương của cháu thì chủ yếu là toàn đánh một mình chứ chả có cái gì luôn. And a strong tackle. And Renato Sanchez with it now. Now with Mbappe. Well, showing excellent judgment to intercept. Weghorst. No degree of difficulty at all for the keeper. Taken away, he won the ball. Weghorst. And he's kept it out. Fully stretched. Somehow reaching it. Who's going to get on the end of it? Not away completely. Bruno Fernandes. That's a nice looking ball. Pumps clear. Neymar. Now can they counter clinically? Well, that break looked so promising, but nothing coming from it. Well, let's get more details on the injury situation from our pitchside reporter, Jeff Reeves. I've got to say, he landed really heavily on his shoulder there and looks like he's in severe pain. But he looks less concerned than the bench. Don't worry about it. I think he'll stay on. Cheers, Jeff. Corner awarded to Manchester United. Not really the ideal clearance. Eriksen. And now Rashford. Rashford! Really good diving save. Can someone get on the end of this? Denied by the bar. Back in play here. Relatively straightforward to mop up defensively. It will be a Paris Saint-Germain free kick. Well, they were so close to the equaliser there. They're certainly a bit unlucky, but they need to make more of these chances. Neymar. Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. It's a good-looking ball in behind. Defended well. Renato Sanchez.
Rashford. Well, there to intercept. Throw in here for PSG. Did well to win the ball back. This looks threatening. Delighted to be two in front. Things look good for them now. Well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder. And there's certainly no doubt about the finish. He really hits it with power and accuracy. Nil here, and the ball is moving again. 15 minutes left for play. Really good challenge. Bruno Fernandes. Shaw. Turning inside, where's he going to go? Oh, it could be. Well, how about that for a piece of tackling to break things up? Bruno Fernandes. And Rashford rattling it home. Another look, and you can see what a good finish this is. He holds off the defender brilliantly and keeps his composure. That's a great goal. Reflect on the goal that's made it 2-1. Just 10 minutes to go. Well, far from the ideal pass. Time is against Manchester United, but it's not over for them. Late drama here, level once more. Incredible scenes. The ball is running again at 2-2. PSG on the attack as the minutes tick away. What can they do in the closing phase? Must take the lead here. Oh, he's been wild. How pivotal could that be at this stage of the game? It's a good sign. That was the chance to win the game there. That could be their last opportunity. They're using his body to good effect. Casemiro. Eriksen lost possession. Shaw. Eriksen. Rashford. Can they forge ahead? Oh, there it is! Incredible! How about this for guts and courage? Can they see this out now? Well, back underway, and a glut of goals here. 3-2. This could be it! Well, he made that interception look routine. In truth, it wasn't. And there it is, the final whistle, a result to please Manchester United fans around the world.